Chúng tôi đến trại giam Quyết Tiến Bộ Công an vào tiết trời se se lạnh của những ngày cuối năm. Khó có thể hình dung được, phía bên trong cánh cổng trại giam là một tốp nữ phạm nhân đang sôi nổi chơi bóng chuyền hơi sau những giờ học tập lao động và cải tạo. Những năm trở lại đây, biết sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, trại giam Quyết Tiến đã đổi thay về nhiều mặt. Trong đó, phải kể đến công tác thực hiện chế độ chính sách, nâng cao đời sống tinh thần cho các phạm nhân, giúp họ an tâm chấp hành án, tích cực lao động học tập để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình xã hội và làm lại cuộc đời. Trại giam Quyết Tiến Bộ Công an hiện đang quản lý hơn 4.000 phạm nhân đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước với tốc độ tuổi, dân tộc, văn hóa, vùng miền khác nhau. Nhưng họ cùng chung một nỗi niềm day dứt ăn năn hối cải và cải tạo thật tốt để sớm được quay trở lại hòa nhập với xã hội. Bỏ qua mặc cảm vì quá khứ tội lỗi, không ít các phạm nhân đang cải tạo tại đây đã đứng lên sân khấu cất lời ca tiếng hát. Mặc dù là đội văn nghệ không chuyên với tất cả các thành viên kiêm nghiệp, nhưng trong các chương trình tiết mục đều có kịch bản, có chương trình, và trong đó có khá nhiều tiết mục tự biên tự diễn. Vào các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của đất nước, thì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như thi đấu các môn thể thao, thi đấu, tổ chức các hội diễn nghệ thuật, duy trì việc tập luyện đội văn nghệ phạm nhân để biểu diễn phục vụ các phạm nhân trong toàn trại. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần tạo cái khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trong phạm nhân, yên tâm, tích cực phấn đấu cải tạo tiến bộ. Trong đội văn nghệ trại giam Quyết Tiến, phạm nhân Vương Đăng Hùng là một nhân tố nổi trội với giọng hát trầm ấm cũng như khả năng sáng tác bài hát khá bài bản và chuyên nghiệp. Trước đây, Vương Đăng Hùng cũng chỉ vì không làm chủ được bản thân mà đã vi phạm pháp luật. Thời gian đầu ở trong trại giam, Hùng sống lặng lẽ, không tham gia các hoạt động của trại. Được ban giám thị và các cán bộ quản giáo động viên, Hùng đã dần cải tạo tích cực. Với năng khiếu âm nhạc khá tốt, từ thời sinh viên, Vương Đăng Hùng đã được ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam Quyết Tiến tạo điều kiện cho vào đội văn nghệ phạm nhân. Cũng từ đây, tư tưởng của Hùng đã được cải thiện rõ rệt. Được sự quan tâm của ban giám thị, hội đồng cán bộ, thì trong cái lao động cải tạo của chúng tôi ở đây thì ngoài những cái giờ lao động ra, chúng tôi cũng được ban giám thị, hội đồng cán bộ tạo điều kiện cho những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Thì nổi lên nhất là cái văn hóa, văn nghệ. Thực sự là tất cả các anh em phạm nhân ở trong này thì trong môi trường này, chúng tôi thực sự là cái văn nghệ của phạm nhân nó rất là quan trọng và rất là cần thiết đối với tất cả các phạm nhân. Dù chỉ là đồng phạm của mình hát cho nhau nghe thôi, nhưng mà chúng tôi cảm thấy là đã có một cái sự động viên rất là lớn. Mỗi một người cảm thấy vơi bớt đi những cái uẩn khúc cuộc đời mình, những cái khó khăn trong cái quá trình cải tạo của mình vươn lên trong cuộc sống. Chương trình tiếng hát tình đời này ấy, nó có ở trại này thì là năm 2015 cơ. 2015 thì các anh chị phạm nhân cũng đã tập và đã đi lưu diễn rất là nhiều tiếng hát tình đời và chương trình Người thầy của tôi. Và cho đến cách đây 3 tháng, từ tháng 10 thì các anh chị phạm nhân đã tiếp tục tập tiếp một cái chương trình, đó là chương trình Quyết Tiến sáng mãi niềm tin. Và thường thì là các anh chị phạm nhân sẽ là đi lưu diễn ở các đơn vị khác, nhưng mà do cũng có dịch bệnh nên là chương trình nhằm phục vụ các anh chị phạm nhân ở trong tất cả toàn trại và đi lưu diễn mỗi một tuần là đi lưu diễn ở một phân trại, nhằm cho các anh chị phạm nhân một cái tinh thần rất là vui vẻ và lạc quan. Ngày ngày lại ngày tôi đang vững bước Quyết Tiến tình thương cho tôi ấm tình người, nơi ấy biết bao tâm hồn đang vươn đứng lên. Ngày ngày lại ngày tôi đang vững bước, dù nắng dù mưa, dù sớm dù chiều, mà sao tôi vẫn thấy yêu. Yêu nơi này bình minh hướng thiện, yêu ngàn con tim khát khao rực cháy, yêu tấm lòng son khuyên ai đứng dậy, sửa lỗi lầm dựng xây tương lai. Bản thân tôi thì tham gia văn nghệ của trại giam cũng lâu rồi, nhưng mà tôi luôn được tất cả các anh em ở trong đội cũng như ở trong trại giam rất là đón nhận mỗi khi mà có những cái chương trình văn nghệ hay là những cái giờ văn nghệ giải lao và hát phục vụ cho anh em nghe. Và bản thân tôi cũng thấy rất là yêu thích, cảm thấy mình muốn phấn đấu hơn và mình cảm thấy là yêu cuộc sống hơn. Ở đây thì chúng tôi cũng được tạo điều kiện để tham gia vào cái phong trào tiếng hát tình đời cho trại tổ chức. Thì qua những phong trào đấy thì giúp ích cho chúng tôi có cái tinh thần cải tạo rất là tốt. Vì là chúng tôi cảm thấy yêu đời hơn, và qua nhiều những cái sự nhìn nhận của các phạm nhân khác giống như bản thân tôi, thì là lời ca tiếng hát này thì nó có tính chất vận động viên tinh thần nhiều, và kèm theo đó là cái môi trường cải tạo của chúng tôi là lành mạnh hơn, và để chúng tôi có những cái hướng phấn đấu tốt hơn để sau này ra xã hội thì hướng đến cái là muốn trở thành người công dân lương thiện có ích cho xã hội. Mẹ kính yêu, ngày cuối năm sắp đến rồi, cái khoảng thời gian này con thấy buồn và rất nhớ nhà. Con nhớ mọi người, nhớ bố mẹ, nhớ ông bà, anh và các em nhiều lắm. Đã gần 5 năm rồi, 5 năm với 5 cái Tết con không được ở cạnh mọi người. Con thèm lắm cái Tết gia đình, biết đến khi nào con lại còn được cái cảm giác ấy. Cái không khí khi được quây quần bên mâm cơm gia đình, được gần bên những người mà con thương nhất. Giờ đây, con đã hối hận rồi. Con rất nuối tiếc về những gì con đã gây ra. Con đã làm cho bố mẹ và những người thương con nhất phải buồn, phải khóc. Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm. Sinh năm 1991 trong một gia đình khá giả tại thành phố Vị Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Thị Thu Huyền được gia đình quan tâm chăm sóc, được học hành tử tế như bao chúng bạn cùng trang lứa. Những tưởng cuộc sống đầy màu hồng trải ra trước mắt người thiếu nữ, vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp đó. Nhưng cuộc đời đâu biết được chữ ngờ. Năm 2015, chỉ vì nhẹ dạ cả tin mà Huyền đã bị đám bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo, dẫn đến vi phạm pháp luật. Và cái giá mà Nguyễn Thị Huyền phải trả là bản án 10 năm tù cho tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Tôi cũng cảm thấy là rất hối hận, và cũng biết là mình đã làm cho gia đình và bố mẹ phải buồn đi rất nhiều và thất vọng rất nhiều về mình. Bố mẹ tôi rất hy vọng về tôi, nhưng mà tôi đã làm ra những sự việc này, cảm thấy là tôi rất hối hận, và tôi bây giờ tôi không biết làm thế nào để quay lại được cái quãng thời gian đấy. Sau khi vào trong trại thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ suy nghĩ thì tôi cũng chỉ biết là cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình và bố mẹ. Những ngày đầu chấp hành án tại trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an, phạm nhân Nguyễn Thị Thu Huyền luôn có tư tưởng không ổn định và cảm thấy cuộc đời bế tắc không lối thoát. Sau một thời gian làm công tác tư tưởng, Nguyễn Thị Thu Huyền được ban giám thị trại giam Quyết Tiến bố trí làm công việc tại đội thi đua của phân trại. Từ khi được làm công việc phù hợp với bản thân, Huyền dần lấy lại được tinh thần và có thái độ lao động cải tạo ngày càng tích cực hơn. Tôi cũng rất bỡ ngỡ, các cán bộ thì cũng hướng dẫn tận tình. Các chị em phạm nhân trong trại thì cũng luôn luôn giúp đỡ tôi trong những ngày đầu, giúp đỡ tôi làm quen với môi trường trong này. Và công việc cải tạo thì cán bộ cũng hướng dẫn, giúp đỡ tôi tận tình từng bước một, nên là tôi cũng cảm thấy mọi việc là nó cũng không đến nỗi quá áp lực. Từ thời còn là sinh viên, Nguyễn Thị Thu Huyền cũng có năng khiếu về ca múa nhạc. Và khi vào cải tạo ở trong trại giam, Huyền cũng được các cán bộ quản giáo tạo điều kiện cho tham gia vào đội văn nghệ của trại. Được biểu diễn trên sân khấu, được làm những điều mà mình yêu thích đã khiến cho Huyền cảm nhận được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, thêm yêu cuộc sống. Từ đó khơi dậy trong Huyền tinh thần ý thức cải tạo tốt, có thêm nghị lực để tu dưỡng, rèn luyện trong học tập, lao động, cải tạo, để sớm trở về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng xã hội. Huyền thì là một phạm nhân rất là có năng khiếu, có tố chất trong cái hoạt động nghệ thuật như này. Ví dụ Huyền múa rất là đẹp và cũng tiếp thu rất là nhanh. Ngoài ra thì Huyền còn có một cái tố chất là có thể truyền đạt lại cho người khác nữa. Thì trên bên nữ thì hầu như là trong đội đều trông cậy vào Huyền cả. Ví dụ như là múa thì khi có những cái bài múa mà cán bộ giao cho cán bộ múa thì Huyền cũng dìu dắt luôn các chị em nữ để mà hoàn thành được cái tác phẩm mà cán bộ giao cho. Tôi tham gia cái đội văn nghệ này cũng được năm nay là năm thứ tư rồi. Và hàng năm thì có những dịp thì trại vẫn tổ chức cho đội đi diễn các chương trình và các ngày lễ Tết. Thì quá trình tham gia văn nghệ thì đã giúp chúng tôi là cảm thấy là khoảng thời gian này nó trôi rất nhanh và tạo nhiều động lực hơn cho chúng tôi để chúng tôi cảm thấy rất vui ạ. Khi chương trình này được phát sóng thì một số phạm nhân trong đội văn nghệ của trại giam Quyết Tiến như Vương Đăng Hùng, Trần Việt Cường, Nguyễn Thị Thảo đã được trở về với gia đình và người thân trong đợt ân xá vừa rồi. Có thể nói, trại giam chính là trường học hoàn lương cho những người một thời lầm lỡ. Những ngày cải tạo ở trong trại giam đã cho họ bài học về cuộc đời, bài học làm người lương thiện. Họ được sống trong tình cảm bao dung của những cán bộ quản giáo, được học tập và lao động sản xuất, được giải tỏa những vướng mắc trong tư tưởng, để khi cởi bỏ chiếc áo tù, họ sớm hòa nhập với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.